anh em không để ý, ngày hôm nay sát nhân đã tràn ngập vô ngôi nhà của chúng ta rất nhiều hay sao? Thế Lâm có tính làm gì hay không? Em có tính học võ và củng cố thêm những cái kiến thức. Còn anh Hiệp có tính làm gì hay không? Anh chuẩn bị gom đồ về với má. Định mệnh tính như thế nào? Tôi mua kẹo giúp chuột để phòng nó. Thế mà Bon có tính làm gì hay không? Thế ông là người nghiêm túc và mặt nãy giờ là nghiêm khắc nhất luôn á. Tôi nhìn không nổi mày ơi, tôi đi đây. Địa hả? Anh em tính sao chứ sát nhân bây giờ họ giống kiểu bạn mình á, ở cùng nhà với mình luôn mà không trả tiền điện nước nữa chứ. Tôi mới phát hiện ra. Cái gì vậy? Tôi phát hiện rồi. Đi rồi. Ông không mặc quần. Quần đi mặc đi. Đúng không? Điện nước rồi hả? Mấy thằng sát nhân đâu đóng đâu. Anh em mình góp vô đóng không mà. Ừ. Mà nó ở cùng mình nữa chứ. Tôi mới phát hiện ra một điều. Đi đi. Tôi tập bản đồ. Đâu? Không biết nó chỉ đâu hết. Cái bản đồ này nó ghi gì vậy ta? Sao ghi không có gì? Hả? Ôi, cầm ngược. Ông nhìn ngược rồi ba ơi. Cầm ngược lại. Nó kia, nó. Nó. Chép được killer. Đâu? Ông quay lại xem đi. Quay lại. Ta-da. Tưởng gì? Xịn. Thôi xong rồi các bạn ơi. Và mấy ngày hôm nay khi mà sát nhân đã tràn ngập trong căn nhà của chúng ta, thực ra là nào là chép được killer, Slenderman, Jason hay là Michael Myers, thì bây giờ mình phát hiện ra một điều nữa, đó chính là cái mật thư này nó có mặt của chép được killer, nhưng ở đằng sau nó lại có là cái bản đồ. Các bạn thấy không? Ở đây nó có một cái hình người, mình không biết là hình người gì. Quay tâm nhìn khá giống Lâm Matula. Quay chắc là vị trí của Lâm Matula. Cái chỗ tam giác này. Tam giác này là có cái gì ta? Cái quần xì. Cái gì quần xì? Cái quần xì á? Cái đầu. À, cái đầu đúng rồi. Nếu mà theo chỉ dẫn của cái đoạn đường khi mà mình đi đến đây thì mình sẽ gặp á. Cái xương chó. Tôi hiểu rồi. Cái gì vậy? Xương chó này là chó này ăn. Ăn xong rồi mình vượt qua ải đó. Và khi mà bộ che này lại hình hình con gì vậy? Con kêu. Và nhưng mà quan trọng nhất là cho cái bản đồ này của chúng ta đã xuất hiện một cái này và cái mũi tên chỉ số, cho nên là mình nghĩ nó là một cái gì đó rất là quan trọng. Cái gì đây? Quạt của Thế Công. Nó theo như mình đoán rằng cái này chính là cái chỗ. Vậy thì khi mà mình đi tiếp theo thì ấy cộng lông. Cộng lông. Cái giường của mình vậy như có cái đang quay video của cộng lông vô đây các bạn ơi. Lần nách của Lâm Matula. Thế như chỉ dẫn này thì mình thấy khi mà bắt đầu đi ba bước là mình sẽ đến được cái địa điểm của cái này, các bạn thấy không? Ba bước đây nè. Đấy. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ đi. 1 2 3. Ấy. Thế như bản đồ này chỉ dẫn thì ba bước ở trong đây đó chính là cái toilet nhà vệ sinh của mình. À đúng rồi. Điều khi đó là cái này nè các bạn ơi. Giống cái này nào? Đâu? Cái này nào? À nó là giống cái này nè các bạn ơi. Cái này nào? Nó chỉ ở đây ba bước là đi đến cái cầu tiêu nhà mình. Thế như bản đồ chỉ dẫn thì anh em của tụi mình chỉ cần đi hai bước nữa là sẽ gặp cái cục xương các bạn ơi. Đây chính là cục xương. Vậy thì mình đi thôi. Đi. 1 2. Ủa sao không có cục xương ở đây? Có. Nếu mà không có cục xương thì chắc chắn là phải có con chó rồi. Chó đâu? Con chó đâu? Chó đâu? Chó đâu? Con chó nè. Dài luôn nếu như là đúng sự chỉ dẫn của bản đồ thì anh em của tụi mình sẽ bắt đầu đi vào quẹo thứ bên trái. Ok, anh em mình cùng đi thôi nào. Quẹo trái nè, cái chỗ này. Ui, ui, quẹo trái. Ừ, chỗ này. Ui, quẹo trái. Ui, đây lại quẹo trái nè. Quẹo trái. Đó chính là cái bản đồ này nó có những vị trí ẩn, cho nên là anh em của tụi mình phải hả tìm ra được vị trí ẩn đó. Tôi biết được vị trí ẩn đó rồi. Đây. Đây chính là vị trí ảnh của nó. Cửa sổ rồi. Đây, anh em thấy gì đó chưa? Thấy cái này là hai cái lỗ chui xuống rồi. Đây, tất nhiên là anh em chưa nhìn ra rồi. Cho nên là mình phải cần để ánh sáng. Đúng rồi, chính là nó. Chính là chưa là mặt heo. Ý, hình như còn gì cơ. Hả? Ủa nãy em đâu có thấy cái chữ này đâu. Hay khi nào là em vẽ cái mặt heo nào có chữ đó không ta? Chữ gì đấy? Coi lại coi. Tờ giấy này giống như tờ giấy vô dụng quá. À, hết đất dầu dụng đi. Anh em mình không có manh mối gì trong cái tờ giấy này cả. Cho nên là tôi nghĩ là chắc phải bỏ đi thôi. Trời ơi, vớ vẩn quá. Thôi mình đi chỗ khác đi. Sao như nó chọn là vậy? Nó lại chọn ngược về mình. Không biết rằng mở ra nó có manh mối gì mới hay không. Trả lời mình đây sao vậy? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Sao nó biết quá nhiều về anh em mình vậy? Không thể nào. Thế nào? Mình phải hỏi thêm nó một vài câu hỏi nữa. Ui. Sao nhanh vậy ta? Không thể nào. Không thể nào được. Không thể nào. Tại sao nó biết quá nhiều về anh em mình? Anh em mình đang gặp nguy hiểm rồi. Anh em đang gặp nguy hiểm rồi. Không thể nào. Nó biết quá nhiều về anh em mình nữa. Tại sao nó biết hẳn định là nó đi toilet 24 giờ? Nó biết hẳn định nó ngủ giờ nào? Nó biết hẳn định ăn cơm giờ nào? Tại sao vậy? Tại sao nó biết quá nhiều về hẳn định vậy? Không sống rồi đó. Nó biết cả hẳn định
theo như thông tin của bản đồ chỉ dẫn thì mình còn một đường nữa mình chưa đến, đó chính là cái đường mà đi đến cái chổi. Cho nên mình nghĩ rằng cái chổi này chính là cái chổi của sát nhân, và bây giờ anh em của tụi mình sẽ đi ra ngoài để đi kiếm vị trí của cái chổi đó sẽ là như thế nào nha các bạn. À, với một thiết kế thật là độc đáo, cái nhà của mình muốn mở được cái cửa thì các bạn phải để đặt cái tay ở đây thì cái cửa mới mở được. Cho nên là anh em của tụi mình phải có một người ở lại để mà đặt cái tay. Ai Mamon sẽ là người ở lại. Tôi chạy nhanh nhất. Rồi, ông chạy nhanh nhất cho nên là ông đặt cái cửa đi để cho anh em đi ra ngoài. Mở cửa. Ê, cửa mở rồi. Chạy. Ôi, mấy ông đợi tôi với. Mở cửa. Ở nhà rồi.